Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái dự án này nhé. Con này là con bạn mình giới thiệu với mình này. Kèo thì rút được luôn, mà min rút là 100 TSI các bạn nhé. Thì cái dự án này là dự án của Nhật Bản, đăng ký có VNMI, tạo số điện thoại, lưu lại 12 cây các bạn nhé. Toshi, các bạn đánh email vào đây, ở dưới các bạn đánh mật khẩu cho mình nhé. Các bạn tích vào đây, ấn vào Submit. Con này phải xác minh KYC mọi người nha. Đấy, các bạn sẽ chờ chờ nó về email. Đây. Verify. Toshi, một kèo của Nhật Bản, yêu cầu phải KYC level, xác minh email ấy. Next này. Ở đây các bạn chọn country. Country chọn Việt Nam nhé các bạn. Dưới các bạn đánh số điện thoại, ấn send code. Đấy, nó gửi code về thì mọi người nhớ đánh vào nhá. Code là một bốn năm không không chín này. Mọi người nhá, mọi người lập cho mình một cái vi lưu cho mình một cái ấy này nhá. Các bạn lưu hết lại này. Ở đây các bạn thấy nha. Đúng rồi. Ví dụ các bạn thấy cái chữ ở trên này như thế này nhá, thì các bạn đánh xuống ở dưới này giống y chang như thế nhé các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn sẽ click được wallet các bạn nhé. Đây ví dụ Buffalo thì các bạn sẽ đánh vào đây. Nobita này, Notabe này, Clash này, Clattery này, Orbit này. Đây. Đây nhá, Rally. Erodi. And Bucket Suck Răng Strike và Sửa. Đấy, như thế. Như thế là các bạn sẽ submit và các bạn sẽ click được cái wallet nhé. Đấy. Xong thì các bạn nhớ là lưu lại cái ký tự này cho mình nhé. Đấy. Submit. Đấy, các bạn ấn Login. Ok chưa? Vào trong này thì các bạn sẽ ấn vào đây nhé. Một TC này, một BTC sẽ bằng 2 triệu bao nhiêu này. Các bạn sẽ ấn vào profile KYC này. Ở đây thì các bạn sẽ áp mặt trước chứng minh thư và mặt sau chứng minh thư, ấn vào save nhé. Sau đấy thì các bạn sẽ được cộng cái đồng đồng TC này nhé. Đấy. Mỗi bạn sẽ nhận được 50 đồng. Đấy. Đây, Get Register và KYC thành công sẽ được 50 đồng nhé. Đấy. Sau đấy thì các bạn giới thiệu bạn bè của mình cũng sẽ nhận được 50 đồng nữa thì sẽ được 100. 100 thì các bạn sẽ mới có thể rút được nhé. Các bạn rút được về Mỹ luôn. Đấy. Đây là một cái dự án của Nhật Bản. Mong là nó sẽ ok mọi người nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Đấy, sau này mà các bạn có thể mua ở đây này. KYC và mua nhé. Đấy, các bạn có thể mua bằng BNB các thứ này. Ok. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Các bạn nhớ KYC cho mình. KYC xong thì các bạn mới nhận được coin nhé. Nó duyệt cũng khá là nhanh đấy. Trong vòng khoảng mấy tiếng là nó duyệt thôi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha, và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.